Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái tính năng mới trên phiên bản Windows 10 ha, và sinh 1903. Đó là trường hợp như khi chúng ta cần test một cái chương trình hay một phần mềm hay thậm chí là chúng ta kiểm tra xem cái file đó có virus hay không nếu như chúng ta mà cài trên cái máy chúng ta đang sử dụng thì có thể là cái máy nó sẽ bị virus hoặc là bị lỗi phần mềm gì đó ha thì rất là bất tiện thì từ phiên bản Windows 10 version 1903 thì Microsoft đã đưa ra một cái tính năng đó là gọi là Windows Sandbox ha tính năng này giúp tạo ra một môi trường desktop tạm thời để có thể cô lập một ứng dụng cụ thể mà bạn nghi ngờ là có chứa những nguy cơ nguy hiểm tiềm ẩn về bảo mật ha hay nói cách khác là bạn có thể test virus ngay trên môi trường này cũng như là setup cài đặt một số phần mềm để thử nghiệm đó mà nó không làm ảnh hưởng gì đến cái máy chúng ta đang sử dụng ha thì những ưu điểm của Windows Sandbox, à, Sandbox là một phần của Windows. Mọi thứ à, cần thiết cho tính năng này đều đi kèm với Windows 10 Pro và Enterprise. Là coi như là chỉ có phiên bản Windows 10 Pro và Enterprise mới có nha. An toàn là mỗi khi Windows Sandbox được khởi chạy, <laughs> thì nó sẽ hoạt động như một bản cài đặt hoàn toàn mới của Windows và hoàn toàn sạch sẽ à, tính năng thứ ba đó là dùng một lần coi như là không có gì được giữ lại mọi thứ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn sau khi bạn đóng cái ứng dụng Windows Sandbox ha về bảo mật Sandbox là một ứng dụng ảo hóa dựa trên phần cứng để cách ly kernel kernel gọi là nhân của hệ điều hành ha mọi người À, dựa trên à, bộ ảo hóa Microsoft để chạy kernel riêng biệt à, đồng thời cũng cách ly Windows Sandbox khỏi máy chủ máy tính chủ á, là cái máy à, tạm gọi là cái máy hot của mình đó tính năng thứ năm là hiệu quả ha à, Sandbox sử dụng một bộ lập à, lịch kernel thích hợp quản lý à, bộ nhớ và GPU ảo một cách thông minh ha Rồi mình đã sơ lược về cái tính năng mới của Windows 10 Pro phiên bản 1903 ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến dẫn mọi người cách cài đặt cũng như sử dụng Windows Sandbox ha. rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người uh, cách uh, cài uh, tính năng uh, windows sandbox ha rồi chúng ta chọn uh, start ha. chọn uh, setting rồi chọn uh, app ha rồi tiếp theo chúng ta chọn program and feature Rồi, đây chúng ta chọn a uh, Windows feature on or uh, off ha. Rồi chúng ta kéo xuống chọn Windows Sandbox gần gần cuối á. Đây, Windows Sandbox. Chọn ok ha, tiến hành cài đặt uh, cái feature uh, Windows Sandbox rồi ok chúng ta sẽ khởi động lại máy ha sau khi windows khởi động lại ha chúng ta vào start menu ha chúng ta kéo xuống chúng ta chọn windows sandbox đây windows sandbox ha rồi chọn yes ha rồi chúng ta chờ một tí ha khoảng chừng 5 phút ha để tùy theo cấu hình máy nha thì windows sandbox thực chất nó là một cái máy ảo ha chạy windows À, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ trên đó ha không ảnh hưởng gì đến cái máy thật gọi là cái máy hot đó mà sau khi à, chúng ta xích đào cái máy windows sandbox này á thì à, mọi thứ sẽ mất hết. Đây, đây là phần mềm antivirus khi mình nâng cấp lên phiên bản à, internet security Đây mình không có nhu cầu. Rồi. Đây, đây là cái giao diện của Windows Sandbox ha mọi người. Đây. Rồi chúng ta có thể tương tác ha, cài đặt thậm chí là test phần mềm, test virus gì đó sau khi chúng ta xích đau cái máy này á thì là tất cả mọi thứ trong đây sẽ mất hết ha. thì mỗi lần chúng ta chạy Windows Sandbox này nó sẽ tạo cho một cái máy mới sạch sẽ không có gì hết. rồi giờ chúng ta có thể làm tất cả mọi việc trên đây ha cài đặt phần mềm hay gì đó. rồi mình đã hướng dẫn mọi người xong ha cái Windows Sandbox à, một cái tính năng mới trên Windows 10 phiên bản 1903 ha à, mọi người lưu ý nha cái này nó chỉ có trên uh, phiên bản pro và phiên bản enterprise thôi nha bản hơn là không có nha rồi xin chào mọi người nha hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo à, vui lòng đăng ký kênh cũng như bấm cái chuông á để xem những video clip tiếp theo của mình ha rồi xin chào tạm biệt